Rồi, xin chào các bác nhé. Trước hết là cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video này của chúng tôi. Trên màn ảnh thì nhiều bác đã nhận ra đây là những sản phẩm gì mà hôm nay chúng tôi định nói rồi. Trong video lần này chúng tôi xin nói tới cái việc phân biệt giữa sâm cau đỏ và sâm cau đen, hay còn gọi là sâm cau đỏ và sâm tiên mao. Thì trên màn ảnh các bạn đã nhìn thấy đây. Đây chính là sâm cau đỏ các bác nhé. Này nó có màu đỏ này. Chính xác chưa? Rồi, còn đây các bác này. Sâm cau đen hay còn gọi là sâm tiên mao các bác nhìn rõ nhá. Đấy, rồi. Thì đây chính là cái sâm cau đỏ ấy các bác nhé. Nhưng mà cái sâm này là chưa rửa. Đấy, từ đào từ rừng về nó còn nguyên đất thì các bác cứ ngâm ở trong nước khoảng độ một ngày. Đến ngày hôm sau thì các bác rửa thì khi rửa thì các bác dùng cái cọ xoong ấy, đây này, cái cọ xoong này này. Tôi hay dùng cái này này nhá. Hoặc là phải dùng một cái vòi nước dưới áp lực rất là mạnh để xịt. Xịt xong rồi thì các bác dùng cái này, cái cọ xoong này nhá. Đấy, các bác cọ cứ chà đi chà lại dưới cái vòi nước ấy, lúc thì nó sẽ sạch ra. Rồi. Thì đây là những cái củ sâm cau đỏ chưa rửa các bác nhá. Đấy, đây các bác này, các bác nhìn thấy rõ không? Đấy, nhá. Đấy, chưa rửa nhé, nhưng mà khi rửa đi rồi thì nó sẽ đỏ ra. Rồi. Đây, đây các bác nhìn thấy rõ. Đấy. Rồi bên ngoài thì nó đỏ này các bác nhé, nhưng mà bên trong thì nó trắng. Đây này, các bác này. Đấy, nếu cắt lại đôi ra nữa thì nó sẽ sáng, bên trong nó trắng nhé. Tôi sẽ cắt cho các bác xem nhé. Đây nhé, tôi sẽ cắt cho các bác xem nhé. Đây là tôi cắt rồi, nhưng mà tôi cắt này cho bác xem rõ nhé. Đấy, các bác thấy không? Bên ngoài là đỏ, nhưng mà trong là trắng này này, các bác này. Đó, nhá. Bác nhìn rõ không? Đó, trong là trắng. Và cái mùi của nó này có cái mùi thơm nhé. Mùi thơm ấy, có một cái mùi thơm. Rồi. Hai nữa là cái rượu của nó thì ngâm lên thì như nào, cái rượu mà ngâm lên sau 100 ngày nó có cái màu như này này các bác này, đây này các bác nhìn thấy không, đấy màu này. Rồi cái màu rượu này cái nó màu vàng vàng như này, rất là đẹp đúng không, có nhìn cái chai rượu thấy thấy màu đẹp không? Đấy, mùi nó sao, mùi nó thơm và uống thì sao, uống thì nó ngọt các bác nhé, rất ngọt. Đấy, uống cái sâm cau đỏ này rất thích các bác này. Đấy, chắc là chén rượu nó rất là đẹp. Đấy, tôi chắc tôi để đây nhá. Rồi. Đấy, thì cũng nói qua các bác là cái cách chế biến cái củ sâm cau này nhá. Sâm cau mà các bác, sâm cau đỏ này các bác mua về nhá. Các bác rửa sạch đi. Ngâm nước một ngày này. Ít nhất là 1 2 tiếng, còn không có ngâm một ngày. Ngày hôm sau các bác rửa thì các bác dùng cái cọ xoong nhá. Đây cọ xoong này nhá. Các bác cứ dưới vòi nước các bác cái chà rửa này nhá. Rồi. Rửa xong rồi thì nó ra cái màu đỏ như này, rất là đẹp đúng không? Đấy. Sau đó là các bác xếp vào bình. Các bác cứ tống đầy bình, các bác đổ ngập rượu trên cau là được. Thì thường ngâm với tỷ lệ cỡ khoảng độ tầm 3 kg sâm đỏ thì với 5 lít rượu là phù hợp nhất. Thì nó sẽ tạo ra cái các bác sau khoảng 100 ngày nó tạo ra các bác cái màu như thế này. Uống thơm và ngọt nhé. Rồi. Tiếp theo xin giới thiệu tới các bác là cái sâm tiên mao hay là sâm cau đen đây. Nhìn này thì các bác sẽ biết ngay là đâu là sâm cau đỏ và đâu là sâm cau đen đúng không? Đây, hai củ rửa rồi đây. Đấy. Đây là cái sâm cau. Đây, tôi để trên tay nhá. Các bác nhá. Các bác nhìn thì các bác biết ngay đúng không? Đâu là cái sâm sâm đỏ và đâu là sâm đen rồi đúng không? Đấy. Cái củ sâm tiên mao ấy nó chỉ bằng ngón tay út này thôi. Đây này các bác này. Đó, đúng không? Hoặc là bé hơn, nhiều củ bé hơn nhé, đây là những củ tôi chọn đấy nhé. Đây các bác này, có những cái củ nó rất bé, bé tí xíu như này này, bé như này, đấy, bé lắm nhé. Còn đây là những cái củ này là cái củ đã chọn rồi đấy. Nó có lá này nha các bác nhé. Này, cái lá sâm tiên mao này. Rồi, thì ở trong video tôi sẽ để lại cái lá lên trên cho các bác nhìn nhá. Đấy, các bác chú ý ở cái góc trên bên trái của màn hình ấy là cái lá sâm tiên mao màu xanh,
cộng với cái hoa của nó là có cái màu vàng nhé, và củ của nó chỉ to bằng này thôi nhé các bác nhé, đây này đấy, to bằng ngón tay út thì thôi đấy. Củ nào to đây, có củ nào to lắm thì là đây tôi chọn là hai củ to đùng rồi đây các bác này, đây nhá, rồi to to lắm đây này, rất to đấy. Đấy nó ngắn nó xấu xí này thôi các bác này, nó có đây nhá, đây là thân của nó này hay là củ đây và rễ đây nhá. Đấy rồi. Thì toàn bộ phần này thì thường thì mọi người hay chọn ngâm phần này, còn cái phần rễ này thì ít người ngâm, nhưng mà không sao cả các bác nhé, các bác ngâm toàn bộ được hết nhé. Rồi thì về cái phân biệt sâm cao đỏ và sâm cao đen này, nhìn đây thì các bác biết rồi đúng không, sâm cao đỏ nó có màu đỏ này, sâm cao đen nó có màu đen này, củ to bằng này ngón tay này, và rễ nó là như thế này, còn nhiều khi người ta hết rễ rồi thì nó trông như cái ngón tay này thôi. Đấy. Thì để như không bị nhầm lẫn thì các bác có thể liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại này 0932 340 345. Các bác muốn mua sâm cao đen hay sâm cao đỏ thì chúng tôi đều giúp đỡ các bác. Về cái tác dụng nó như thế nào? Cái sâm cao đỏ thì nhiều người đánh giá là nó bổ dương không tốt bằng cái sâm cao đen. Sâm cao đen thì nhiều người đánh giá thì nó bổ dương tốt hơn. Và đây là cái rượu ngâm sâm cao đen này. Cái rượu ngâm sâm cao đen các bác cũng phải ngâm 100 ngày mới dùng được. Đấy, đây, chắc cho các bác xem nhé. Đây. Đấy, đúng là sâm cao đen đúng không? Rượu đen tuyền luôn. Thì cái mùi rượu sâm cao đen có cái mùi thơm đặc trưng của cái sâm cao đen. Đấy, có cái vị hơi ngọt, mát. Tuy nhiên rằng không ngọt bằng cái vị của cái sâm cao đỏ quá nhá. Sâm cao đỏ ngọt hơn. Đấy. Rồi, thì cách chế biến của cái sâm cao đỏ ngâm rượu ấy thì tôi vừa nói rồi các bác nhé. Tức là mình rửa sạch này. Sau đó thì mình cho vào một bình 3 kg này thì khoảng 5 lít rượu đổ ngập lên là được. Các bác có thể thái lát lại được hoặc để cà củ cũng được nhé. Rồi còn cái sâm cao đen. Cái sâm cao đen đây là củ to này. Rồi về cái cách chế biến của cái sâm cao đen này, sâm Điện Mao này, thì các bác cũng mua về thì các bác cũng ngâm nước nhé. Các bác ngâm nước một vài tiếng hoặc ngâm nước cả một ngày cũng được. Ngày hôm sau thì các bác mang, các bác rửa sạch. Các bác nào cẩn thận thì có thể nhặt bỏ toàn bộ các phần rễ này đi nhé. Nếu bác không thích thì bỏ phần rễ đi, và bác nào mà thấy khó rửa thì bỏ luôn toàn bộ phần rễ đi, thì lấy phần thân này, phần thân thì các bác rửa sạch, xong là các bác thái ra, xong bác phơi khô, phơi khô xong rồi thì các bác lại cho lên sao vàng hạ thổ và ngâm rượu. Để bình quân thì cứ 1 lít 1 kg sâm cau khô này nhá, ngâm rượu thì các bác ngâm khoảng 5 lít nhá, ngâm trong thời gian cũng cỡ khoảng 100 ngày. Thế còn bác nào muốn ngâm tươi thì cứ nguyên cả cái củ này về các bác ngâm nước 1 ngày, ngày hôm sau các bác rửa lại, rửa sạch. Các bác nào muốn để rễ thì để mà cắt đi cũng được. Sau đó các bác ngâm, ngâm trong vòng thời gian 100 ngày thì các bác sẽ được một cái chai rượu nó cái màu như này, uống thơm và mát. Mà bác nào không có điều kiện thì các bác có thể đặt hàng tại chúng tôi sẽ ngâm hộ các bác rượu, hoặc là có thể chế biến lại cho các bác cái sâm cao đen này theo đúng cái trình tự. Ngoài ra thì cũng xin giới thiệu với các bác là chúng tôi cũng có một cái thang thuốc ngâm rượu gia truyền gồm 12 vị cộng với một số vị nếu các bác yêu cầu ra thêm. Đây là những thang thuốc gia truyền có tác dụng chữa đau lưng, bổ dương. Thì bác nào muốn đặt hàng thì hãy liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại là 0932 340 345. Qua đây thì chúng tôi cũng xin nhắn nhủ là bác nào có những cái bài thuốc gia truyền mà muốn cống hiến cho mọi người thì hãy liên hệ với chúng tôi, và chúng tôi cũng sẽ liên hệ lại với các bác để xin các bác cái bài thuốc gia truyền để đăng tải cho mọi người được biết. Rồi xin cảm ơn các bác đã xem cái video này của chúng tôi. Các bác hãy đăng ký cái kênh video của chúng tôi nhé, để luôn luôn nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé.